Rồi, hello, hello, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Quý 49 nha. Thì lời nói đầu tiên Phú Quý lại là chào, là chúc sức khỏe đến tất cả anh chị em. Chúc anh chị em có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng đến với kênh Phú Quý. Tham khảo phần cầu lô số chuẩn ba miền VIP ngày thứ năm ngày 23 tháng 5 cho tất cả anh chị em. Chúc anh chị em chiều may mắn phát tài nha. Nên chị em xem kênh đừng quên cho Phú Quý một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Đó động lực, đó là niềm tin giúp kênh ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh nha. Thì trước khi vào phần cầu lô số chuẩn ba miền VIP ngày thứ năm ngày 23 tháng 5 cho tất cả anh chị em, thì Phú Quý xin phép là tổng hợp lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh. Thì ngày hôm qua trên kênh mình chiến thắng là những ô phanh tròn, còn ngày hôm nay chúng ta rực rỡ được 0990 Đồng Nai, 98 là Sóc Trăng, 0990 hai nhái ở Ba Đài và con 97 là miền Bắc, còn em là kết Cần Thơ và miền Trung thì không đem lại chiến thắng. Thì trên kênh chiến thắng như thế thì trên Zalo ngày hôm nay chúng ta thu hoạch như gì? Ngày hôm nay mình chốt số miền Nam đây, có khách nhận miền Nam thôi. Nhận số miền Nam nè em, Đồng Nai lô VIP 32 lốt 23 đẹp phải nổ. Tự tin chơi mạnh tay, ngày hôm nay con 23 trả về đúng đài Đồng Nai một nhà. Tất cả em con 32 thì nó đi về 31 và đi lộn sẽ đài Cần Thơ. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ ở trên Zalo với số miền Nam. Xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo nha. Rồi không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào phần là cầu lô số chuẩn ba miền VIP ngày thứ năm ngày 23 tháng 5 cho tất cả anh em. Mong rằng ngày mai nó sẽ tiếp tục tưng bừng rực rỡ trên kênh là trên Zalo cho tất cả anh em nha. Đầu tiên mình sẽ đi vào đài Tây Ninh. Tây Ninh mình bật cả anh em đường cầu là 4664. Tây Ninh mình bật cả anh em đường cầu là 4664, hy vọng là đồng Tây Ninh cho vậy nha. Tiếp theo là đài An Giang. An Giang mình bật cả anh em đường cầu là 12 21. An Giang mình bật cả anh em đường cầu là 12 21, hy vọng rằng đồng An Giang cho vậy nha. Thì anh em xem kênh đừng tiếc chỉ một lượt like cho chủ kênh, anh em like chả tốn chả mặc gì like cho chủ kênh, có nhiều lượt tương tác, lượt đề xuất video được nhiều anh em khác biết đến kênh ngày càng lớn mạnh, mình giúp đỡ được tất cả các anh em nha. Tiếp theo là đài Bình Thuận. Bình Thuận mình bắt cả anh em đường cầu là 0880. Bình Thuận mình bắt cả anh em đường cầu là 0880, hy vọng rằng đồng Bình Thuận cho vậy nha. Tiếp theo ba đài ngày mai mình bắt tất cả anh em là 12 21. Ba đài ngày mai mình bật cả anh em 12 21, mình thiên về con 21, anh em thích thì chơi còn không đồng hậu cho mình. Tiếp theo là đài miền trung. Miền Trung mình bật cả anh em đường cầu là 17 71. Miền Trung mình bật cả anh em đường cầu 17 71, hy vọng là đồng miền Trung cho vậy. Miền Trung có ba đài đó, mình thiên về con 71, anh em thích thì chơi còn không đồng hậu cho mình. Tiếp theo là đài miền bắc. Miền Bắc mình bật cả anh em đường cầu là 4499. Miền Bắc mình bật cả anh em đường cầu là 4499, hy vọng rằng miền Bắc cho vậy nha. Rồi trên đây là những cặp số như đường cầu phụ mình bắt đưa đây chỉ mang tính chất tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ có tất cả anh em. Còn em nào trùng cầu trùng áo trùng kèo kết với con nào của đài nào của miền nào hãy vào nhỏ nhẹ 5 điểm 10 điểm kiếm tiền bữa sáng bữa trưa bữa tối ly cầu hay sáng. Còn em nào đang xa bờ bị cầu đoạn số hãy kết bạn số lô 0787955762, mình sẽ tư vấn và hỗ trợ tất cả anh em những cặp số như đường cầu đẹp giúp em về bờ an toàn phải là chiến thắng là 99%. Chúc chiều mai những cặp số như đường cầu phụ mình đưa trên đây sẽ về rực rỡ cả anh em ở ba miền. Chúc anh em chọn lựa những con số giúp em về bờ an toàn nha. Chúc tất cả anh em trên Zalo tiếp tục gặt hái thành công tiền và đề bóp em. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi đêm.